Trong buổi học hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các bạn chuyên đề thứ nhất, đó là các phép toán cơ bản, tức là các phép toán mà liên quan đến các phép tính là cộng trừ và nhân chia đấy. Đấy. Chúng ta cùng đọc quen bài thứ nhất này. Bài thứ nhất này, hỏi tổng dưới đây bằng bao nhiêu? Đấy, chúng ta có 9 này, cộng 12, cộng 17, cộng 18, cộng 21 và cộng 23. Và nghe cô dặn này, khi các bạn đi thi những cái cuộc thi toán quốc tế như này nhá, thì nó sẽ khác với này ở lớp. Ở lớp là các bạn sẽ cộng theo thông thường, chúng ta sẽ cộng từ trái sang phải, đúng không? Đấy, tức là chúng ta lấy 9 cộng 12 trước, rồi kết quả là 21. Xong chúng ta cộng tiếp. Tuy nhiên, khi các bạn tham gia các cuộc thi toán Olympic như này nhá, thì các bạn phải ưu tiên chúng ta sẽ thực hiện nhanh các phép toán. Nghe cô nói chưa? Thực hiện nhanh các phép toán nhá. Chứ không phải chúng ta ngồi chúng ta cộng lần lượt như thế thì rất mất thời gian. Nhớ chưa nào? Đấy, rất là mất thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta cộng nhanh cái phép tính của cái tổng này. Nghe cô nói chưa? Đấy. Chứ không phải các bạn cộng lần lượt từ trái sang phải là không đúng nha. Đấy, cô hướng dẫn ngay từ đầu cho các bạn này. Tức là chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta cộng nhanh các cái số này, chứ không phải là chúng ta cộng như ở trên lớp chúng ta học. Đúng chưa? Đấy, bởi vì chúng ta cộng nhanh được thì chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta Con làm các chào câu khác. cô. Rồi. Chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta làm các câu khác. Nhớ chưa? Đấy. Chứ không phải là ngồi bây giờ cộng hết một cái này mà mất bao nhiêu thời gian là không được. Vậy thì các bạn sẽ tìm một cách để các bạn cộng nhanh cho cô các cái tổng này xem nào. Các cái số này chúng ta cộng nhanh bằng cách nào? Nào. Hello. Cô ơi cô, khi gửi vào riêng vào chat riêng cho cô thì gửi như nào ạ cô? À, bạn vào cái chữ go dưới cái chỗ mà có chữ to everyone này này, có chữ to everyone nhá, thì cô gửi đến đến tên của cô nhá. Đấy. Cô tên là Nguyễn Thảo này này, ở trên đầu rồi này nhá. Đấy. Con gửi đến cho cô thì cô sẽ nhận được thôi. Có chữ to này này, everyone là gửi đến tất cả mọi người. Còn gửi đến to. Đấy đúng rồi, chính xác rồi đấy. Nhưng mà Khánh Chi xem lại đáp án của mình nào. Khánh Chi xem lại nhá. Vậy chúng ta thấy này, để cộng nhanh, phương pháp cộng nhanh các tổng chúng ta làm bằng cách nào? Nào, chúng ta sẽ ghép hai số để làm gì? Nào, cô mời bạn Minh Hà trả lời cho cô xem nào. Con thưa cô là con sẽ tính ra các số chọn chục như À, là đúng 12 rồi. cộng 18 sẽ bằng 30, À, đúng rồi. 17 cộng Chính xác. 23 thì bằng 40, Đúng rồi. Và số 9 cộng 21 là 30 À, và đúng rồi. 12 cộng 18 Đúng rồi. thì mình sẽ ra là 100 ạ. À, đúng rồi. Cô cảm ơn Minh Hà rất là chính xác đấy. Các bạn nghe cô dặn lại này. Các bạn muốn tính một tổng nhanh thì các bạn sẽ ghép những tổng đó thành các số tròn trục. Tức là chúng ta sẽ ghép hai số 1 để tạo thành số tròn trục. Và các bạn đã biết rồi, số tròn trục là số như nào? Số tròn trục là những số có hàng đơn vị là không, đúng không? Đấy, ví dụ như là gì nào? Ví dụ như 10 này, 20 này, 30 đúng không? Thì những số đó là số tròn trục. Vậy để ghép thành những số tròn trục thì ta phải tạo thành ví dụ như là số 9 này. Thì các bạn phải ghép với gì? Ghép với 1, đúng không? Số 8 này, các bạn sẽ ghép với hàng đơn vị là 2, đúng không? Số 7, các bạn sẽ ghép với hàng đơn vị là 3. Số 6, các bạn sẽ ghép với hàng đơn vị là 4. Và số 5, các bạn sẽ ghép với hàng đơn vị là 5, đúng không? Vậy khi các bạn tạo ra được, cái này sẽ bằng 10, đúng không? Đấy, bằng 10 này. Bằng 10 này. Bằng 10 này, đấy. Vậy thì khi các bạn tạo ra được các tổng là các số tròn trục như này, thì phép tính của chúng ta nó đơn giản hơn rất nhiều, đúng không? Đấy, vậy thì khi các bạn quan sát này, đầu tiên này chúng ta thấy xuất hiện số 9, đúng không? Như bạn Minh Hà bạn bảo đây số 9 đúng không? Vậy thì chúng ta phải ghép với số có hàng đơn vị là 1, đúng không? Bởi vì 9 cộng 1 bằng 10. Đúng không? Vậy các bạn sẽ lấy 9 cộng với lại gì? 21, đúng chưa? Thì được kết quả là 30 này, đúng không? Tiếp theo này, 12 là hàng đơn vị là 2 đúng không? Vậy thì các bạn phải tạo thành số tròn trục bằng cách các bạn sẽ ghép với hàng đơn vị là 8, đúng chưa? Vậy là 12 cộng 18 được kết quả là 30. Và 17 ghép với số 23. Bởi vì hàng đơn vị là 7 thì các bạn sẽ ghép với hàng đơn vị là 3. Đúng chưa? Vậy là 17 cộng 23 được 40 nhá.
Vậy chúng ta thấy 30 cộng 30 bằng 60 này. 60 cộng thêm 40 nữa, vậy kết quả sẽ là 100. Đấy. Các bạn thấy không? Khi chúng ta tạo ra được các tổng là các số tròn trục như này thì chúng ta thấy phép cộng nó có thể đơn giản hơn rất nhiều không? Hơn là các bạn tính tính thủ công ở trên lớp đúng không? Trên lớp là các cô vẫn dạy các bạn là chúng ta cộng từ trái sang phải. Nhưng đi thi các cuộc thi quốc tế, cô dặn lại này, đi thi các cuộc thi quốc tế nhá thì các bạn cố ghép thành các tổng là các số tròn trục. Nhớ chưa? Đấy, ghép thành các tổng là các số tròn trục và khi đó chúng ta chỉ việc cộng các số tròn trục lại với nhau. Đấy, nên là chúng ta thấy kết quả nó là 100, rất là chẵn thôi. Đúng không? Nhớ nhá. Đấy, khi chúng ta đã làm theo cách này nó nhanh như thế thì chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta làm các bài khác. Đúng chưa nào? Đấy, vậy và cô thấy này, các cuộc thi là các bạn là toàn có thiếu thời gian thôi, chứ không phải là các bạn không làm được. Tức là các bạn làm được nhưng mà các bạn không đủ thời gian. Nên nếu bài nào mà chúng ta có các cách làm nhanh ý, thì các bạn cứ làm theo những cách đó để chúng ta dành thời gian để chúng ta làm các câu khác. Nhớ chưa nào? Đấy. Vậy các bạn nhớ nhá. Khi chúng ta thấy, ví dụ ở bài này này, chúng ta thấy là cái số 9 này này, tức là hàng đơn vị của nó là 9 đúng không? Để tạo ra số tròn trục thì các bạn phải ghép với số mà có hàng đơn vị là 1. Đây là cái này là cộng phép cộng trong phạm vi 10 này, các bạn đã học được lớp 1 rồi đúng không? Đấy, tạo thành các số tròn trục này các bạn đã học ở lớp 1 rồi đấy. Và thứ hai là số 12 này nhá, số 12 thì nó có hàng đơn vị là 2 thì các bạn sẽ ghép với số có hàng đơn vị là 8, đúng chưa? Số 17 này có hàng đơn vị là 7 thì các bạn sẽ ghép với số có hàng đơn vị là 3. Chúng ta tạo ra được là các số tròn trục. Cứ hai số ghép lại thành một số tròn trục, như vậy chúng ta chỉ việc cộng các số tròn trục này thôi. Nhanh không? Đấy, vậy thì đáp án của bài 1 của câu thứ nhất này là đáp án là 100. Rồi, bạn Khánh Chi đúng này, bạn Đăng Đăng Khoa đúng, Minh Hà đúng này và bạn Hoàng Minh đúng. Vậy bài này cô đã thấy có bốn bạn gửi đáp số cho cô rồi. Đều có đáp số là 100. Thế nhá, nghe cô dặn nhá, đây là cái cách thứ nhất này là chúng ta tạo thành các tổng là các số tròn trục. Được chưa nào? Đấy. Vậy thì nó tương tự như vậy thì các bạn sẽ làm cái câu thứ hai của bài 1 cô xem nào. Các bạn làm câu thứ hai của bài 1 nào. Minh Hà và Bảo Chi. Anh Khải nữa. Rồi, các bạn vừa nãy cô đọc tên rồi đấy. Bây giờ các bạn làm cho cô tiếp bài câu thứ hai nào. Câu thứ hai của bài 1 chúng ta vẫn áp dụng theo theo cách cách thứ nhất đúng không? Là chúng ta sẽ tạo ra các tổng là các số tròn trục. Đấy. Rồi, cô đã thấy các bạn gửi đáp số cho cô rồi. Cô mời bạn Khánh Chi nào. Khánh Chi làm cho cô bài câu 2 của bài 1 nào. Anh thưa cô là con lấy 17 cộng 43. À đúng rồi, chúng ta thấy là số 17 thì có hàng đơn vị là 7 đúng không? Vậy thì chúng ta phải ghép với số mà có hàng đơn vị là 3. Vậy là số 43. Được kết quả bao nhiêu đây? Khánh Chi. Anh thưa cô số đấy được kết quả 40 hay 60. 60. Đúng rồi. 71 nào. 71 con ghép với số nào? 71 con ghép với số 69. 60. Đúng rồi. Được kết quả là bao nhiêu? Được kết quả là 140. Đúng rồi. 140. Rồi. Và số 34. Con sẽ ghép với số. 96 ạ. Đúng rồi. Được kết quả là bao nhiêu? Được 100. kết quả là 130 ạ. Đúng rồi. Thế bây giờ chúng ta đây 60 cộng 140 đúng không? Được kết quả là 200 này. Cộng 130 thì được kết quả là 330. Rồi, cô cảm ơn bạn Khánh Chi.
Vậy thì sau khi cô đã gợi ý cho các bạn cách làm ở cái câu thứ nhất rồi thì cô thấy sang bài câu thứ hai là các bạn làm rất là nhanh. Bởi vì chúng ta biết cách làm rồi. Ở đây này, số đầu tiên là số 17, tức là nó có hàng đơn vị là 7, đúng không? Vậy thì bạn Khánh Chi bạn đã ghép với số mà có hàng đơn vị là 3, tức là số 40, 43, đúng nào? Tiếp theo là số 71, thì cái số 71 này có hàng đơn vị là 1, thì chúng ta sẽ phải ghép với số 69, bởi vì số 69 có hàng đơn vị là 9. Thì tổng của hai số này sẽ là 140. Và thứ ba là số 34. Chúng ta thấy là có hàng đơn vị là 4 này. Chúng ta sẽ ghép với số 96 bởi vì nó có hàng đơn vị là 6. Thì chúng ta được tổng là 130. Và các bạn sẽ lấy là 60 cộng 140 trước thì chúng ta được kết quả là 200, và các bạn cộng thêm với 130 thì được kết quả là 330. Vậy đáp án của câu thứ hai của bài 1 đó là 330. Phương Linh đúng, bạn Bình đúng này, bạn Ngọc Hải đúng, Hoàng Minh đúng, Đăng Khoa đúng, Anh Khải đúng, Ngọc Hải đúng và Khánh Chi đúng. Rất nhiều bạn làm đúng. Đấy. Nhớ nha, đi thi là không được ngồi mà cộng lần lượt như ở trên lớp đâu nha. Nếu cộng như thế thì mất thời gian lắm. Chúng ta phải tìm cách để chúng ta cộng nhanh cái phép tính đó nhá. Đấy. Chúng ta có thể cộng nhanh một tổng hoặc một hiệu. Dựa vào cái số phương cách thứ nhất đây này là chúng ta dựa vào số tròn trục nhá. Đấy, bài số 1 là chúng ta dựa vào phương pháp là số tròn trục. Rồi, bây giờ chúng ta sang bài số 2 xem nào. Bài số 2 nào. Tính giá trị của tổng sau: 16 cộng 15 cộng 14 trừ 13 cộng 12 cộng 11 trừ 0 trừ 11 trừ 12 cộng 13 trừ 14 trừ 15 và cộng 16. Các bạn đầu tiên là quan sát hết một lượt này, xong chúng ta thấy là chúng ta làm tính nhanh bằng cách nào nhá, chứ các bạn đừng có làm chúng ta làm từ bên trái sang bên phải, chúng ta cộng trừ bên từ bên trái sang bên phải là lâu lắm đấy nhá. Bạn Khánh Chi xem này đáp án của mình nào, chưa chính xác rồi. Nào, chúng ta phải nhìn, chúng ta nhận xét xem nó có gì đặc biệt nào. Không phải là các bạn lấy 16, các bạn cộng 15 thì được kết quả bao nhiêu để cộng 14. Như vậy là không đúng nhá. Chúng ta quan sát hết một lượt đi, chúng ta thấy có gì đặc biệt đã. Từ đó các bạn làm nó mới nhanh được. Bạn Anh Khải xem lại đáp án của mình nào, chưa chính xác rồi. Cô mời bạn Đăng Khoa làm cho cô nào. Cô mời bạn Vũ Đăng Khoa nào. Dạ. Con làm cho cô bài số 2 nào. Em nâng câu hỏi đầu tiên là em sẽ lấy 10 ba cái số 16 cộng 15 cộng 14 cộng lại. À, Đăng Khoa làm theo cách đấy à? Vâng. À, vậy là Đăng Khoa sẽ thực hiện từng phép tính một à? Vâng. Rồi, cô thấy kết quả Đăng Khoa đúng rồi. Rồi, cô cảm ơn Đăng Khoa. Nào, bạn nào có cách làm khác không? Khác cách của bạn Đăng Khoa không?
Bạn đăng khoa là bạn ấy lấy 16 cộng 15 cộng 14 xong sau đó trừ đi 13. Nào, có bạn nào có cách khác không? Xung giơ tay cô xem nào. Ngoài cách của bạn đăng khoa là có bạn nào có cách khác không? Mà nó tính nhanh được cái này không? Các bạn đều làm theo cách của bạn đăng khoa. Nào cô mời Minh Chiết nào. Minh Chiết làm theo cách nào đấy? Em lấy 11 trừ 11 bằng 0, À đúng 12 trừ 12 bằng 0, rồi. Chính xác. 13 trừ 13 bằng 0, 14 trừ 14 bằng 0, 15 trừ 15 bằng 0, 16 cộng 16 bằng 32. À rồi, cô cảm ơn Minh Chiết. Đấy, bạn Minh Chiết bạn ấy quan sát rất là tốt đấy, các bạn thấy không? Bạn Minh Chiết bạn phát hiện được rồi này, các bạn thấy không? Cái số 0 thì nó ở trung tâm này, đúng không? Và bên cạnh số 0 bên trái nó có số cộng 11 này. Bên phải nó lại là trừ 11, đúng không? Vậy thì cộng 11 và trừ đi 11 thì được kết quả là mấy? Là không này, đúng không? Đấy, nó được kết quả là không. Các bạn thấy không? Đấy, cứ có một dấu cộng và một dấu trừ đi kèm hai cái số giống nhau. Nhớ nhá, cứ một dấu cộng, một dấu trừ đi kèm hai số giống nhau thì kết quả của phép tính đó sẽ bằng không. Cái thứ hai là đến số 12 này là cộng 12 này, bên phải của số 0 là trừ 12. Vậy cộng 12 trừ đi 12 cũng được là không này, đúng không? Trừ 13 và cộng với 13, trừ 13 cộng với 13 thì vẫn bằng không, đúng không? Bởi vì hai số giống nhau mà nó đi kèm với hai dấu khác nhau như này thì nó sẽ bằng gì? Bằng không nhá. 14 này trừ đi 14 cộng 14 trừ 14 cũng bằng không này, và cộng 15 trừ đi 15 cũng bằng không, đúng không? Trừ 15 cũng bằng không. Vậy cuối cùng là còn mỗi hai số là số 16 này và cộng với 16, đúng không? Vậy chúng ta sẽ gõ là bằng 16 cộng 16 và trừ đi cái số 0 ở giữa này. Được kết quả là 32. Các bạn thấy có nhanh không? Đấy, các bạn thấy cái cách của bạn Minh Chiết thì có nhanh không? Đấy, các bạn thấy không? Nên là cô bảo các bạn rồi, cũng các bạn đầu tiên là các bạn phải quan sát trước xem chúng ta có cách để rút gọn cái những cái tổng này đi không. Và ở đây chúng ta thấy xuất hiện nhá, ví dụ như số 11 này này. Số 11 là giống nhau rồi đúng không? Nhưng bên trước nó là một dấu cộng và một dấu trừ thì cái phép tính của nó sẽ bằng không nhá. Cộng 11 trừ 11 thì sẽ bằng không. Chúng ta có rất là nhiều số 0 ở đây, ví dụ như là 12 này, trừ 12 cũng bằng 0 này. Trừ 13 cộng 13 thì cũng bằng 0, đúng không? 14 trừ 14 bằng 0 và 15 trừ 15 bằng 0. Như vậy, cái phép tính cuối cùng chúng ta chỉ còn hai ba số là số 16 cộng với 16 và trừ đi số 0. Đấy, thì được kết quả là 32. Được chưa nào? Các bạn nhớ nhá, đây cũng là một cách để các bạn tính nhanh được đấy. Ngoài cái bên trên là chúng ta tính theo phương pháp tròn trục rồi, thì ở dưới đây chúng ta bằng cách là chúng ta quan sát các phép tính xem chúng ta có thể rút gọn các số được không. Được chưa nào? Nhớ nhá, rút gọn các số được không. Đấy. Rồi, bạn Ngọc Hải đúng này, Khánh Chi đúng, Minh Quân đúng, bạn Bình đúng, Phương Linh đúng, Anh Khải đúng, Minh Chiết đúng và Đăng Khoa đúng. Rất nhiều bạn có đáp án đúng. Rồi, bạn Lê Cường cũng đúng. Đấy là câu thứ nhất của bài số 2. Rồi chúng ta tiếp tục bài số 3 này. 1 trừ 3 cộng 5 trừ 7 cộng 9 trừ 11 cộng 13 trừ 15 cộng 17 trừ 19 cộng 21. Nào, bây giờ các bạn tính nhanh cho cô cái phép tính này xem nào. Bạn Khánh Chi này, bạn Ngọc Hải này, bạn Phương Linh xem lại đáp án của mình nào. Ở đây các bạn chú ý này, có cả dấu trừ nhá, dấu trừ xen vào nha, chứ không phải là tất cả đều là dấu cộng đâu. Đấy, có dấu trừ nữa. Vậy các bạn thấy như nào nào? Chúng ta thấy là nếu chúng ta thực hiện theo thông thường, tức là ở lớp chúng ta học là chúng ta thực hiện các phép tính từ bên trái sang bên phải,
Tuy nhiên các bạn quan sát cho cô này, ở bên trái là 1 trừ đi 3. Các bạn thấy là số 1 nó nhỏ hơn số 3 đúng không? Nên là phép tính này sẽ không thực hiện được. Vậy các bạn thử trừ ngược lại từ bên phải sang cho cô xem nào. Vậy là cộng 21 thì bằng gì? Trừ 19 cộng 21 tức là bằng 21 trừ 19 đúng không? Đấy. Bạn Ngọc Hải. Ngọc Hải xem này đáp án của mình nào, vẫn chưa chính xác rồi. Hoàng Minh nào, xem này đáp án nào. Minh Cường xem lại đáp án của mình nào. Bạn Minh Cường nào, chưa đúng rồi. Vậy các bạn quan sát cho cô này, nếu chúng ta thực hiện từ bên trái sang, tức là các bạn phải lấy 1 trừ đi 3, và các bạn thấy là 1 nhỏ hơn 3 đúng không? Vậy chúng ta sẽ không thực hiện được phép tính này. Vậy chúng ta sẽ tính ngược từ bên phải sang bên trái. Vậy các bạn quan sát cho cô này, 21 trừ 19 được kết quả là 2 đúng không? 17 trừ 15 này cũng được kết quả là 2 này. 13 trừ 11 này cũng được kết quả là 2 này. 7, 9 trừ đi 7 đúng không? Cũng được kết quả là 2. Và 5 trừ đi 3 cũng được kết quả là 2. Và chúng ta thấy là số 1 này nó còn dư này. Thì các bạn sẽ hạ số 1 xuống này. Đúng chưa? Cộng này, 3 5 trừ đi 3 được kết quả là 2 này. 9 trừ đi 7 cũng được kết quả là 2 này. 13 trừ 11 cũng được kết quả là 2 này. 17 trừ 15 cũng được kết quả là 2 này. Và 10, 21 trừ đi 19 cũng được kết quả là 2. Đúng không? Vậy chúng ta thấy này, có bao nhiêu số 2 nào? Ta sẽ thấy có bao nhiêu số 2 nào? Có một số 2 này. 1 2 3 4 5 đúng không? Vậy có 5 số 2 là 5 nhân 2. Thì ở đến đây các bạn sẽ thực hiện phép tính nhân trước rồi về đến phép tính cộng, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có 1 cộng 10 được đáp số là 11. Đấy, vậy bài này sẽ là 11 nhá. Nó bé bởi vì sao? Bởi vì rất là nhiều bạn tính tổng tính ra kết quả lớn nhưng mà cô đã bảo là cái này nó có cả phép trừ xen lẫn nữa nên là kết quả nó không thể lớn như thế được. Và nghe cô dặn này, đây người ta gọi là phương pháp Gauss. Tức là gì? Tức là ở trên nhá, là chúng ta tạo ra các tổng là số tròn trục, thì ở dưới đây chúng ta sẽ tạo thành các tổng hoặc các hiệu là các số giống nhau. Được chưa nào? Chúng ta sẽ tạo thành các tổng hoặc các hiệu là các số giống nhau. Ví dụ ở đây cô tạo ra các hiệu là số 2 này, các bạn thấy không? Ở đây cô tạo ra các hiệu là số 2. Và sau khi chúng ta đã tạo được các hiệu số 2 thì các bạn sẽ dùng phép nhân. Đấy, dùng phép nhân nhá. Dùng phép nhân để chúng ta thay thế cho cái phép cộng đó. Ví dụ ở đây cô đếm được 5 số 2 này. Thì cô sẽ ra sẽ dùng là 5 nhân 2 được kết quả là 10. Vậy là 1 cộng 10 được kết quả là 11. Vậy nghe cô nói này. Ngoài cái cách nhá, ngoài cái cách tính nhanh bằng chúng ta áp dụng phương pháp đó là ghép lại thành các tổng hoặc các hiệu là các số tròn trục, thì chúng ta sẽ có phương pháp thứ hai. Người ta gọi là phương pháp Gauss. Đấy. Phương pháp Gauss nhá. Đấy, phương pháp Gauss. Thì cái phương pháp này, phương pháp này thì người ta sẽ là tạo thành các gì, các tổng hoặc các hiệu là các số bằng nhau. Được chưa nào? Và sau đó chúng ta sẽ dùng phép nhân để chúng ta thay thế cho các tổng hoặc các hiệu đó. Được chưa nào? Đấy. Vậy thì đây gọi là phương pháp Gauss. Vậy thì là đáp án của cái câu thứ hai của bài 2 này đó là đáp án là 11. Rồi bạn Minh Quân đúng này, bạn Bình đúng này, bạn Hoàng Minh đúng, bạn Minh Chiết đúng này, Hải An đúng và Đăng Khoa đúng. Đấy các bạn nhớ nhá, đây gọi là phương pháp Gauss này. Ngoài cái phương pháp cộng tròn trục như vừa nãy chúng ta học ở bài 1 ý, thì cô đã hướng dẫn cho các bạn xong cái phương pháp thứ hai, nó tên là phương pháp Gauss.
Tức là chúng ta sẽ tạo thành các tổng hoặc các hiệu là bằng nhau, là giống nhau đấy nhá, là giống nhau. Sau đó chúng ta sẽ dùng phép nhân để chúng ta tính ra kết quả cuối cùng. Được chưa nào? Rồi, vậy thì có một bài nó tương tự như này. Tuy nhiên là gì? Số nó sẽ nhiều hơn này, các bạn nhìn thấy không? Số nó nhiều hơn nhá. Đầu tiên là lấy 2 trừ 3 cộng 4 này, trừ 5 cộng 6, trừ 7 cộng 8, trừ 9 cộng 10. Và ở đây còn rất nhiều số nha các bạn nha. Người ta sẽ dùng dấu 3 chấm này. Còn rất nhiều số, tức là từ số 11 đến số 2013. Và cộng cuối cùng là đến 2016. Các bạn tính cho cô kết quả của cái phép tính này bằng bao nhiêu? Vậy chúng ta thấy là gì? Bài này nó giống với bài trên này đúng không? Giống bài trên này, vậy tức là chúng ta phải tính ngược từ dưới chúng ta tính lên. À cô xin lỗi, là chúng ta phải tính từ bên phải chúng ta tính sang bên trái. Đúng không? Đấy, chúng ta cứ lấy cái số to này chúng ta trừ đi số bé hơn nó này. Đấy, ví dụ ở đây này. Là chúng ta sẽ có là số 2016 chúng ta trừ đi 2015 này. Đúng không? Cái thứ hai là số 10 trừ đi số 9 này. Số 8 trừ đi số 7 này. Số 6 trừ đi số 5 và số 3, số 4 trừ số 3. Vậy chúng ta thấy là trong đây chúng ta còn thừa số 2. Đấy, đúng không? Cộng với lại 1 này, cộng 1 này, cộng 1 này, cộng 1 đúng không? Và cộng với rất nhiều số 1 trong đây nữa và cộng với 1. Vậy bây giờ các bạn phải tính cho cô nào, 2 cộng với 1 nhân với bao nhiêu nào? Đấy, chúng ta phải đi tìm cái chỗ hỏi chấm này bằng bao nhiêu. Nào, vậy thì để tính được cái số hỏi chấm này. Nào, thì các bạn sẽ làm như nào nào? Đây. Chúng ta phải tính được bao nhiêu cái số 1 này. Nào, bạn nào xung phong làm cho cô nào, để cô tính được bao nhiêu số 1, giờ chúng ta phải làm như nào nào để tính được số 1 đây. Minh Hà sẽ lấy đáp án của mình nào, chưa chính xác rồi. Cô mời bạn Hải An nào, Hải An trả lời cho cô nào. Con thưa cô là 2016 trừ 3 sẽ là cộng 1 ạ. À, bạn ấy Rồi tính sau đúng không ạ? Rồi. Xong rồi sau đó là bằng 1007 sẽ là cộng thêm 2 là 1009 ạ. à, rồi, cô cảm ơn bạn Hải An. Tức là bạn ấy đi tính số số hạng. Bởi vì các bạn thấy không, chúng ta chỉ ghép cặp từ 3 đến 2016 thôi, đúng không? Vậy, nếu mà các bạn chưa biết tính như thế thì các bạn có thể viết thêm hai số là số 1 với số 2 nữa. Số 1, số 2, số 3 này, số 4 này. Đến số 2016. Vậy thì trong cái này sẽ có 2016 số đúng không? Tuy nhiên là ở đây là chúng ta không xét đến số 1 và số 2. Nên cô sẽ bớt đi hai số đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì người ta ghép cặp từ số 3 cơ. Các bạn thấy không? Đấy, chúng ta bắt đầu ghép cặp từ số 3 cơ. Vậy thì chứng tỏ là chúng ta chỉ có bao nhiêu số? 2016 mà trừ đi hai số bằng 2014 đúng không? Và các bạn thấy này, cứ hai số
trừ cho nhau thì được hiểu là một đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ xem là bao nhiêu cái cặp. Muốn tính số cặp thì các bạn sẽ lấy 2 14 chia 2 này. Thì 2 chia 2 được 1 này, 1 nhân 2 là 2 này, trừ đi là 0 này. Chúng ta hạ cái 0 này xuống này thì lại được 0 này, đúng không? 0 này, xong rồi hạ 1 xuống này, hạ 1 thì vẫn được 0 này. Xong rồi được 14 này, 14 chia cho 2 thì được 7. 14, vậy là hết đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có 1007 gì? 07 cặp nhá. Chúng ta sẽ có 1007 cặp. Đấy, vậy thì các bạn nhớ này. Vậy ở đây chúng ta có này 2016 này, chúng ta sẽ có 2014 số này. Và tương ứng với nó là 1007 cặp thôi nhá. Đấy, chia đôi ra mà, chỉ có bằng cái cặp thôi. Thì cái chỗ hỏi chấm này đó chính là 1007 nhá. Đấy, tức là chúng ta sẽ có 1007 cái hiệu bằng 1 nhá, bằng 2 cộng với 1007 này thì bằng 1009. Đấy, đúng như theo bạn Hải An nói là chúng ta sẽ có đáp số là 1009. Được chưa nào? Cái này sẽ là Được cô 2000. em. Được chưa nào? Đấy, các bạn hiểu bài này chưa nào? Đấy, vậy thì các bạn nhớ này. Ở đây nhá, chúng ta bắt đầu ghép cặp, tức là chúng ta bắt đầu tính là từ số 3 thôi, đúng không? Từ số 3 đến số 2016. Mà từ số 3 đến số 2016 chúng ta sẽ có 2014 số. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn đã biết là từ số 1 đến số 2016 là 2016 số. Nhưng chúng ta sẽ bỏ đi số 1 và số 2, đúng không? Vậy chúng ta chỉ còn 2014 số. 2014 số thì tương ứng với lại 1007 cặp. Tức là các bạn thấy là cứ hai số chúng ta ghép lại với nhau thì có hiệu là 1, đúng không? Cứ hai số ghép lại có hiệu là 1. Vậy chúng ta chỉ có 1007 cặp thôi nhá. Đấy, mà mỗi cái cặp này nó lại có hiệu là 1. Vậy chúng ta sẽ có là bằng 2 cộng với 1 nhân với 1007, bằng 2 cộng với 1007 và bằng 1009. Vậy đáp án của câu thứ 3 của bài 2 này sẽ là 1009. Rồi bạn Anh Khải, Lê Cường đúng này, bạn Khánh Chi đúng này, Phương Linh đúng này, bạn Bình đúng này, Minh Chiết đúng, Hải An đúng và Đăng Khoa đúng. Các bạn nhớ nhá. Đấy, nhớ cách làm như thế. Chúng ta không cần quan tâm trong đây có những số nào đâu. Người ta dùng dấu ba chấm là để thay cho rất nhiều số trong đây. Thì chúng ta chỉ cứ theo quy luật chúng ta làm thôi. Cứ hai số ghép lại thì có hiệu là 1. Mà đây có 2014 số, vậy chúng ta sẽ có 1007 cái hiệu 1 thì. Được chưa nào? Đấy. Các bạn xong chưa? Chúng ta sang câu tiếp theo nào. 1 cộng 3 này, cộng 5, cộng 7, cộng 9, cộng 12, cộng 14, cộng 16, cộng 18, cộng 21, cộng 23, cộng 25, cộng 27, cộng 29. Đấy, đầu tiên các bạn quan sát cho cô này. Đây là dãy số lẻ, đúng không? Các số lẻ liên tiếp nhau từ số 1 đến số 29. Được chưa nào? Từ số 1 đến số 29. Vậy thì các bạn thấy cách làm nhanh ở đây là gì? À, cô xin lỗi, ở đây nó có mấy số chẵn nữa đúng không? Số 14 này, số 16, số 18, có 12 nữa, 4 số chẵn nữa nhá. Còn ở ngoài của nó sẽ là có những cái số lẻ. Vậy theo các bạn thì cách làm nhanh của bài này sẽ là gì? Bạn Đăng Khoa xem lại đáp án của mình nào. Minh Hà xem lại đáp án của mình nào. Hải An xem lại đáp án của mình nào. Chưa chính xác rồi.
Cô mời bạn Phương Linh làm cho cô nào. Dạ con thưa cô, con lấy 1 cộng 29 À, 3 27 một cộng 5 với 29 cộng à. 25 7 cộng 23 9 cộng 21 12 cộng 18 14 cộng 16. Thế các những cái tổng này có kết quả bao nhiêu con? Dạ con thưa cô, những kết quả này có tổng bằng 30. À, những cái số này cộng lại với nhau sẽ có tổng là 30 đúng không? À, vậy là bạn Phương Linh bạn đã áp dụng theo phương pháp Gauss rồi đấy, tức là chúng ta sẽ tạo ra các tổng bằng nhau. Đấy. Rồi, 30 tiếp này. Số 12 cho em cộng 18 cũng được 30. Rồi, và số 14 cộng 16 cũng được 30. Vậy con đếm giúp cô là có bao nhiêu số 30 nào? Phương Linh đếm cho cô bao nhiêu số 30 nào? Bảy số 30 Rồi, à? vậy thì phép nhân sẽ là gì? 30 nhân. Dạ có con lấy 30 nhân 7 Được kết quả bằng là 210. à, đúng rồi, cô cảm ơn bạn Phương Linh, rất là chính xác. Ở đây là bạn Phương Linh, bạn đang nghĩ luôn ra là chúng ta sẽ làm theo phương pháp Gauss, tức là sẽ tạo thành các tổng bằng nhau. Đừng bạn nào đến 1 cộng 9 nhá. 1 cộng 9 thì chúng ta lại phải cộng theo phương pháp tròn trục, nó sẽ lâu hơn đấy, nhớ chưa? Làm theo phương pháp này. Phương pháp này có tên gọi là phương pháp Gauss, tức là chúng ta sẽ tạo thành các tổng bằng nhau. Và đây là rất là may mắn, đó là các tổng này đây là số tròn trục, đúng không? Đấy, còn nhiều bài nó không phải là số tròn trục đâu. Mà chúng ta chỉ cần tạo ra các tổng bằng nhau, sau đó các bạn sẽ dùng phép nhân để chúng ta kiếm kết quả cuối cùng thì nó rất là nhanh. Các bạn thấy không? Đấy, vậy thì đừng bạn nào lấy 1 cộng với 9 rồi lấy 21 cộng 29. Như vậy chúng ta cộng thành các tổng là các số tròn trục, nó sẽ lâu hơn cái phương pháp này nhá. Phương pháp này nó sẽ nhanh hơn đây này. Vậy chúng ta sẽ có đáp án đó là 210. Rồi, Hải An sau này là bao nhiêu? Hoàng Minh đúng này. Bạn Minh Hà đúng này. Bình đúng này. Phương Ninh đúng này. Hoàng Minh đúng, Minh Chiết đúng, Anh Khải đúng, Ngọc Hải đúng. Rồi đấy, một số bạn đã đúng rồi đấy. Minh Hà đúng. Cô thật ra là lúc đấy con tính nhầm mặt chiếu đúng một cái Chính chữ. xác, cô không thấy thế Con bởi vẫn vì tính nhầm bài 180 là thiếu mất một cái tổng 30 đúng không? Con Đấy. bị dư ạ. Con bị À, dư một cái 30 đúng ạ. rồi, cô thấy bởi vì là 240 thì là dư mất một tổng 30 đúng không? So với 210 là dư mất một tổng, còn bạn Minh Hà thì lại thiếu mất một tổng. Nên các bạn đếm cho kỹ nhá, đến đâu nghe các bạn xem cô làm này này. Các bạn làm đến đâu các bạn đánh dấu nhân vào cái số mà chúng ta vừa vừa ghép rồi, đánh số nhân x ở dưới. Tức là chúng ta sẽ không bị sót hoặc là cũng như kiểu là chúng ta không bị nhầm ấy, không bị thừa ấy. Đấy thì các bạn cứ đánh dấu nhân vào cái phần mà chúng ta đã nhóm được ấy thì nó sẽ dễ. Không bao giờ nó bị nhầm, không bao giờ bị sót. Rồi nào, chúng ta tiếp tục câu dưới nào. Câu dưới này cô gợi ý cho các bạn làm theo phương pháp Gauss cho cô nha. Làm theo phương pháp Gauss tức là tạo thành các tổng bằng nhau. Đừng làm theo tròn trục tính lâu lắm. Phương pháp Gauss. Nào. Các bạn nhớ này. Đầu tiên để áp dụng được phương pháp Gauss thì các bạn nhớ chúng ta sẽ so sánh hai số liên tiếp nhau. Ví dụ ở đây số 1 và số 9 là chúng ta phải thêm 8 đơn vị này. Số 9 và số 17 cũng thêm 8 đơn vị này. Số 65 và số 73 cũng thêm 8 đơn vị. Như vậy chúng ta nhận xét đây là dãy số tăng dần và cách đều nhau là 8 đơn vị. Thế thì phương pháp Gauss cách làm là gì? Tức là chúng ta sẽ lấy số đầu tiên, lấy số bé nhất đi. Chúng ta sẽ cộng với số lớn nhất. Đấy, tức là các bạn sẽ lấy số 1, các bạn cộng với số 73 cho cô. Thì lúc đó chúng ta sẽ tạo được các tổng bằng nhau. Đấy, nghe cô dặn chưa? Đầu tiên này các bạn nhận xét cho cô cái dãy số đó có phải là dãy số cách đều nhau hay không. Nhớ nhá, có thể là nó tăng dần nhưng có thể nó là giảm dần thì chúng ta phải xem nó có cách đều nhau không. Và để tính nhanh thì các bạn sẽ lấy số đầu tiên của cái dãy số đó, các bạn cộng với số cuối cùng thì chúng ta sẽ tạo được các tổng bằng nhau. Đấy, đấy là cách làm đối với phương pháp Gauss khi các bạn có một dãy số như thế này. Đấy, các bạn nhận xét này, nó cứ tăng dần lên đấy này nhá. Vậy thì chúng ta sẽ có tổng sẽ là 74 này. Đấy, các bạn làm tiếp cho cô đi. Cứ cộng vào giữa nhá. Sau khi tính rồi, cứ cộng vào giữa. Cộng dần vào giữa.
Bạn Hải An xem đây đáp án của mình nào. Nhân lại đi, đang bị nhầm rồi. Cô mời bạn Lê Cường làm cho cô nào. Nào, tiếp theo con đấy 9, con cộng với 65 thì được kết quả bao nhiêu đây Lê Cường? Là con lấy 9 á, cộng với 65 thì được 70, 74, đúng không? 71. Đúng rồi, nào số 17 nào, 17 con sẽ cộng với số 50. À, 57. 57 Đúng rồi, lại thì được là 70. số 74 ạ. Rồi, đúng rồi, nào, 25 cộng với lại 49 thì đó được kết quả là thì 70. lại được 74 ạ. Đúng rồi, và cuối cùng là 31 cộng với 4 à, 33 cộng với 41. 31 thôi. Cộng về 41 lại được 74 tiếp Rồi, bằng 74 nhân mấy nào, Cường nào? ạ. À, bằng 74 nhân 5 ạ. Được kết quả là 300. 300 bao À, nhiêu? 360. 70. À, 370. Đúng rồi, 370 nhá. 37 này nhân với 5, đúng không? À 3 74 nhân 5, cô xin lỗi, 74 nhân 5. 74 nhân 5. 4 nhân 5 20 với 0 nhớ 2 này. 7 nhân 5 35 nhớ 2 là 37. Vậy là đáp số bằng 370. Rồi, cô cảm ơn bạn Lê Cường. Vậy các bạn thấy nó nhanh hơn không? Hơn là chúng ta ghép vào tròn trục không? Đấy. Nhanh hơn đúng không? Vậy thì các bạn nhớ cái phương pháp Gauss này nhá. Phương pháp Gauss áp dụng này, nghe cô nói này. Thứ nhất là chúng ta phải tạo được các tổng bằng nhau với cái dãy số cách đều này. Cô dặn chưa? Dãy số cách đều tức là cái số sau cách số đằng trước một khoảng bằng nhau. Đấy. Thì chúng ta sẽ áp dụng bằng cách là chúng ta sẽ lấy số đầu tiên của dãy số đó, chúng ta cộng với số cuối cùng. Sau đó các bạn cứ cộng lần lượt vào giữa nha. Cộng vào giữa, cộng dần vào giữa, cộng hai bên vào giữa thì đúng hơn. Đấy, thì chúng ta sẽ tạo được các tổng bằng nhau. Và sau đó các bạn sẽ dùng phép nhân để các bạn tính thôi. Được chưa nào? Vậy nghe cô nói lại này. Khi mà các bạn tính một tổng hoặc một hiệu thì chúng ta sẽ có hai cách làm. Cách thứ nhất là các bạn sẽ ghép thành tổng hiệu là các số tròn trục. Đấy, cách thứ hai là các bạn sẽ có thể sử dụng phương pháp Gauss. Thì các bạn thấy là phương pháp Gauss này nó sẽ nhanh hơn phương pháp là chọn trục. Nhưng mà sẽ có một số trường hợp chúng ta không áp dụng được phương pháp Gauss. Ví dụ như là người ta cho những cái số mà nó không liên quan đến nhau. Tức là có số đang lớn giảm xong rồi tăng giảm. Đấy là những cái số nó không liên quan đến nhau. Thì chúng ta sẽ không áp dụng được phương pháp Gauss. Thì chúng ta bắt buộc phải tính theo tròn trục thôi. Nhớ chưa? Đấy sẽ có hai cách làm như thế nhá. Đấy là đối với lại bài toán về hai bài đầu tiên nhá. Một bài thứ nhất này làm là về phần tròn trục nhá, còn phần thứ hai cô hướng dẫn cho các bạn là theo phương pháp Gauss này này. Đấy. Chưa nào, cứ tạo thành các tổng hoặc các hiệu là bằng nhau, sau đó chúng ta sẽ dùng phép nhân để chúng ta tính ra kết quả cuối cùng. Đấy, người ta gọi là phương pháp Gauss. Rồi, chúng ta tiếp tục bài số 3 nào. Tìm tổng của tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 30. À, bài này chúng ta viết ra thôi nhá. Tổng của các số tự nhiên từ 1 thì bằng 1 cộng 2 này, cộng 3 này, cộng chấm 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 này, cộng đến số 30 đi. Đấy, vậy thì chúng ta làm theo cái như kiểu trên là 2016 ấy này. Đấy, không cần các bạn viết đủ nữa đâu nhá, viết đủ mất thời gian. Được chưa nào, chúng ta chỉ cần làm đến đây thôi. Các bạn tìm cho cô bao nhiêu số, có bao nhiêu số và bao nhiêu cặp. Từ đó chúng ta sẽ ghép cặp với nhau thôi. Nhá.
Cô còn bao nhiêu phút nữa ra hết rồi cô? À chưa, chúng ta mới học được nửa thời gian thôi. 9:30 mới nghỉ nhá. Thời gian học là từ 8 giờ đến 9:30 cơ, nên thoải mái đi. Nào, đáp án nào tính được cho cô chưa? Hoàng Minh tính lại nào, chưa đúng rồi. Cô mới thấy đáp án của bạn Phương Linh là đúng thôi. Bây giờ các bạn tìm cho cô nào, từ số 1 đến số 30 là chúng ta có bao nhiêu số nào? Minh Chiết tính lại, chưa đúng rồi. Từ số 1 đến số 30 nào, chúng ta sẽ có 30 số đúng không? 1 đến 30 là 30 số đúng không? Và cứ hai số ta ghép thành một cặp, vậy chúng ta sẽ có bao nhiêu cặp? Có 15 cặp đúng không? Và một cái cặp mình có tổng bao nhiêu? Tổng là ở đây chúng ta sẽ lấy 1 cộng với 30 đúng không? Vậy một tổng nó sẽ là 31. Đúng chưa? Đấy, số 2 chúng ta cộng với số bao nhiêu? Số 2 sẽ cộng với số 29, vẫn là 31 đúng không? Cộng với 31. Và rất là nhiều số 31 trong đây nữa. Đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có bao nhiêu số 31? 31 nhân với lại 15 thôi nhá. 31 nhân 15. Đúng chưa? Nào, các bạn thấy đúng không nào? Ở đây là chúng ta sẽ áp dụng theo phương pháp Gauss này. Các bạn nghe cô nói này, chúng ta sẽ áp dụng theo phương pháp Gauss. Tức là gì? Tức là chúng ta sẽ lấy số 1 cộng với số 30. Được chưa nào? Thì tạo thành số 31. Số 2 cộng với số 29 thì sẽ cộng được thành 31. Số 3 cộng với số 28 thì lại được 31. Vậy chúng ta có rất là nhiều tổng 31. Mà chúng ta thấy từ số 1 đến số 30 là chúng ta có 30 số. Cứ hai số ghép lại thì có tổng là 31. Vậy chúng ta sẽ có 15 cặp ghép lại có tổng là 31. Vậy chúng ta sẽ có 31 nhân 15 nhá. 31 này nhân với 15. Thì chúng ta sẽ lấy 31 nhân 5 trước này, được 5 này. 3 nhân 5 là 15 này. 1 này và 3 này. 5 này, 6, 4 nhá. Vậy là đáp án là 460 năm. Đấy, đáp án đúng phải là 460 năm. Rồi, bạn Minh Hà đúng này. Bạn Hoàng Minh đúng. Khánh Chi đúng. Minh Chiết đúng. Và bạn Phương Linh đúng. Đăng Khoa đúng. Đấy. Các bạn nhớ cách làm nhá. Đấy, nếu mà bạn nào mà không biết, không thấy cái này mà khó quá thì này các bạn ấy viết đủ số la, nhưng mà cô đã nói rồi, nếu các bạn viết đủ số la mà các bạn cộng thì rất mất nhiều thời gian. Nên là chúng ta cứ làm quen với cái dạng như này đi nhá. Đấy. Ví dụ như từ số 1 đến số 30 này chúng ta sẽ có 30 số. Đúng không? Mà cứ hai số chúng ta ghép lại với nhau thì có tổng là 31. Vậy chúng ta sẽ có 15 cái tổng 31. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta bằng 31 nhân 15, được kết quả là 460 năm. Được chưa nào? Đấy. Rồi bạn Minh Cường đúng, 460 năm.